Rồi, này, cứ thở. Nha, tôi thông báo với bác tài điều khiển xe nhé. Dạ, vâng. Nồng độ cồn anh vi phạm khi anh tham gia giao thông điều khiển xe là 0,718 mg trên lít khí thở nhé. Dạ. Yêu cầu anh xuống xe xuất trình cái tờ để anh em kiểm tra và tiếp tục làm việc nhé. Em biết là cái hành vi này em là vi phạm về cái vấn đề là của quy định pháp luật. Cái lỗi đấy em sai thật. Lẩn tránh, không hợp tác khiến cho việc lập biên bản xử lý gặp khó khăn. Trước đó qua kiểm tra, trong hơi thở của người đàn ông này có nồng độ cồn. Có những trường hợp vi phạm là không chấp hành yêu cầu của người kiểm soát giao thông, sẵn sàng có thể tông thẳng vào lực lượng làm nhiệm vụ, trốn tránh, không thực hiện cái yêu cầu của người kiểm soát trong cái việc mà kiểm tra kiểm soát đối với các hành vi vi phạm liên quan đến nồng độ cồn. Đứng trước những cái khó khăn nói trên thì chúng tôi xác định rằng là cần phải mềm dẻo trong các cái biện pháp công tác, kết hợp với lại là tuyên truyền vận động và kiên quyết xử lý đối với những trường hợp cố tình vi phạm. Đối với việc kiểm tra nồng độ cồn, người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông thì không có sự phân biệt lái xe nam hay nữ. Tất cả đều được yêu cầu kiểm tra theo quy định. Những trường hợp vi phạm chỉ là số ít, đa phần người dân vẫn nâng cao ý thức khi tham gia giao thông, tuân thủ theo quy định của pháp luật.